Rồi mình chào các bạn nha. Hôm nay thì mình có một cái siêu phẩm trở lại các bạn ha. Một cái bộ nghê đỉnh gõ đỏ tay 14. Và cái bộ này được làm theo form dáng rất là to luôn. Đó. Và được sản xuất trực tiếp tại đồ gỗ Hòa Phát các bạn ha. Theo tiêu chuẩn là hàng Nam. Đó. Và cái bộ này là làm theo hàng đặc các bạn nha. Cái chuẩn hàng đặc thì các bạn cứ xem thoải mái ha. Rất đẹp luôn. Đó. Hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh luôn cái bộ bàn ghế cực phẩm này. Lâu lâu thì mình mới có một bộ đẹp như vậy. Thì mình quay lại để các bạn cùng tham khảo ha. Một bộ bàn ghế nghê đỉnh tay 14 rất đẹp. Đó. Bao gồm có 6 món các bạn ha. Một băng dài, hai ghế đơn, một bàn và hai đôn. Và cái chất gỗ thì mình sẽ làm 100% là gõ đỏ hết luôn. Không pha cây các bạn ha. Đó. Một bộ 6 món như vậy rất là đẹp. Cái bộ này là cực kỳ vip các bạn nha. Bộ này mình đã làm mấy tháng trời mới xong. Đó, theo một đơn đặt hàng của một vị khách rất là khó tính. Đó. Rồi và bây giờ thì mình sẽ vô cái phần đầu tiên của cái bộ ghế ha, là cái phần băng dài. Đó, cái phần băng dài các bạn thấy nha, cái form ghế rất là đẹp, rất là to, cột rất là bông các bạn nha. Và cái bộ này thì mình cho đục chạm cái mẫu là nghê đỉnh. Đó, và cái phần tó phía trên á là mình sẽ có một cái con nghê rất là đẹp, rất là to ha. Và hai bên là có những cái họa tiết như là phượng hoàng nè và đầu nghê nè. Đó, rất đẹp. Ở bên dưới là mình sẽ làm cái mẫu tựa là tựa tứ linh các bạn nha. Và cái mẫu tựa này là mình sẽ làm một cái miếng tựa liền nguyên tấm luôn, rất là dày dặn nha. Đó, các bạn quan sát ha, phần tó và phần tựa đều làm liền hết, không có chấp ghép gì hết các bạn nha. Đây là hàng VIP ha. Đó, cái phần tựa rất là dày các bạn nha. Cái tựa này nó dày tới là gần 5 phân các bạn nha. Rất là dày dặn luôn. Một tấm tựa liền. Đó, một tấm liền. Rất là chắc chắn, rất đẹp. Và những cái đường nét đục chạm các bạn thấy ha, rất là sạch sẽ luôn nha. Và cái băng dài này á, kích thước của nó là ngang là 2m1 các bạn nha. Rất là bự luôn. Và chiều sâu là 75. Đó. Với những cái vàng tay nghê nguyên khối được làm liền ha, không chấp ghép. Rất là hầm hố các bạn nha. Và dàn cột bông vân, dàn mặt bông vân rất đẹp. Cái mặt này thì mình sẽ làm một cái miếng mặt chày liền. Đó, 5 phân. Đó các bạn thấy ha, rất là chắc chắn các bạn nha. Mặt dày liền 5 phân, rất là cứng cáp luôn. Và bên dưới là những cái họa tiết đầu lưng chân móng quen thuộc các bạn nha. Đó, đó là tổng thể của cái băng dài mà hôm nay mình muốn cho các bạn xem ha. Một cái băng dài rất là to, ngang tới 2m1 các bạn nha. Và với những cái họa tiết là làm liền hết luôn. Đó, tay nghe nguyên khối liền một cục nè. Tó cũng liền nè, và tựa cũng liền luôn. Đó, và đây là tổng thể cái băng dài các bạn nha. Một cái băng dài rất là xuất sắc luôn các bạn. Đó, cái mẫu nghê đỉnh này là một cái mẫu khá là mới mẻ so với cái hàng Nam ha. Đa số là hàng Bắc mới làm cái mẫu này nhiều. Đó. Và tiếp tục là mình sẽ qua cái phần ghế đơn các bạn ha. Đây là cái form ghế đơn hàng Nam các bạn thấy rất là cong ha. Tay cột rất là cong, rất là uyển chuyển luôn. Đó. Những cái đường bông vân rất đẹp từ cái dàn tay cột ha. Đó. Tất cả những cái gỗ ở hôm nay mình làm á là mình đều tuyển chọn hết, tại vì là hàng đặc các bạn nha. Đó, một cái ghế đơn với kích thước là ngang là 1m và chiều sâu là 75 luôn. Đó. À, cái dàn tó là mình vẫn giữ cái nét đục chạm của cái mẫu là nghê đỉnh các bạn nha. Các bạn thấy cái phần tó rất là dày ha. Dày liền 12 phân. Đó, rất là dày dặn và cứng cáp. Và cái dàn tựa cũng vậy luôn, dàn tựa là tựa liền luôn. Đó. Và cái phần cột đó các bạn thấy ha. Đây là chiếc bông vân gõ đỏ 100% tuyển lựa các bạn nha. Hai cái phần bông hai bên đối nhau rất là đẹp. Đó. Và form ghế là mình sẽ làm móc bụng. Cái phần tó sẽ móc bụng cong lên. Các bạn nhìn nó sẽ có một cái cảm giác rất là to, rất là bệ vệ cái dàn ghế ha. Đó. Dàn chân thì mình khỏi phải nói rồi. Dàn chân hàng Nam thì các bạn nhìn vô các bạn sẽ thấy một cái gì đó nó hầm hố và nó bệ vệ ha. Rất là cứng cáp luôn. Và cái phần tay nghe này các bạn nhìn thấy nó rất là có hồn các bạn ha. Mình cho đục chạm tứ diện luôn. Phần đầu, phần đuôi, phần hai bên hông á là mình đều cho làm tỉ mỉ hết. Nên các bạn nhìn con nghê này, nó có một cái gì đó rất là mạnh mẽ và rất là có hồn các bạn nha. Đó. Và con nghê rất là dài luôn.
đó, dài đụng cột các bạn nha. Và xuống tới bên dưới dàn chân á, thì những cái chi tiết ghép nối giữa phần mặt với phần cổ chỉ á, thì mình cũng làm rất là khít. Các bạn hãy quan sát hàng ha, những cái hàng kỹ á, thì các bạn hãy để ý những cái phần ghép nối, những phần ghép nối cực kỳ khít luôn các bạn đó, rất đẹp. Và tổng thể cái ghế nó là một cái ghế hoàn hảo các bạn ha. Và mình sẽ làm đẹp là đẹp hai cái luôn đó, hai cái là đẹp như nhau. Các bạn quan sát cái phần bông vân ha, rất là kinh khủng các bạn nha. Riêng cái bộ hàng đặt này thì mình có thể nói là mình chọn lọc bông vân của những cái tay nè, những cái cột nè, đó rất đẹp, màu sắc rất là bắt mắt luôn các bạn đó. Và những cái đường nét đục chạm thì mình cũng cho đầu tư rất là kỹ càng đó, đục chạm sạch sẽ ha, làm nguội sạch sẽ, nhìn cái ghế rất là đẹp. Và cuối cùng là mình sẽ tới cái phần bàn các bạn ha, mình sẽ có một cái bàn đôn hợp đó, một cái bàn đôn hợp form bàn rất là to các bạn nha. Mặt bàn là liền nguyên tấm luôn. Bàn này thì kích thước của nó là 70 × 1.4 m các bạn ha. Bàn rất là rộng rãi, rất là to cao nha các bạn. Và bên cạnh đó là mình sẽ có một cái đôn hợp. Cái đôn hợp này kích thước của nó là 42 × 68. Và cái đôn lùn kế bên đó là mình sẽ có kích thước là 42 vuông. Đó. Đó, các bạn quan sát ha, những cái phần bàn, phần đôn là những cái phần phụ thôi, nhưng mà mình đều làm rất đẹp. Đó. Bông vân cũng tuyển chọn luôn, gỗ rất là liền lạc ha, màu sắc đồng đều với nhau. Đó, và những cái đường nét đục chạm, đóng ráp đều làm kỹ như ghế hết. Đó, ghế băng hay là ghế đơn nó đẹp như thế nào thì cái phần bàn, phần đôn nó cũng đẹp y như vậy. Đó. Và nếu như các bạn muốn đặt sản phẩm này, các bạn hãy liên hệ số điện thoại bên dưới ha. Và mình sẽ hỗ trợ kỹ hơn về cái phần mẫu mã nè, cái phần mức giá nè. Đó, để các bạn có thể đặt được những sản phẩm chất lượng các bạn nha. Đây là những sản phẩm hàng đặt nên các bạn hãy tham khảo kỹ ha, quan sát kỹ những cái thông số và những cái đường nét đục chạm đóng ráp các bạn nha. Đó, đây là hàng chuẩn miền Nam các bạn ha. Rồi mình chào các bạn nha.